Từ đó, Thạch Sanh về ở bên hàng gia của ngày xưa, hóa
chiều trời trong gió mát. Thật sự ra là nghĩ như bước ra, bỗng thấy một con đại bà to lớn bay ngang, dưới bụng có gấp 1000 con gái, chào mừng như ông tạ hiểu. Kìa, nó đã bay chúng tôi nhau xong rồi, vậy ta mau vết nó lại. Thank you.
lời đã mong biết lên tháng ngày con ấm lại như từng kẻ không cửa không nhà chỉ luôn ở hàng giá.
ngày kia thấy con đại bàng to lớn lắm qua người tôi chân gấp mẫu nàng con gái cho nên chết cho Lý Thông.
và đuổi hắn về quê sống cuộc đời dân giả là đủ rồi. Được được, quả nhân gì cân mà tha tội chết cho hắn. Cẩn dễ đó, mau lột áo mão tên này và đuổi hắn ra khỏi hoàng thành là tốt. Hôm nay quả nhân mới thấy võ khanh đây là người tài đức, vậy trước mặt dân võ bá quan tẩm đứng làm chủ hôn để cho khanh cùng với công nương nên nguyên cầm sắc. Dạ, dạ cảm đội ơn phụ dương. Dạ muốn có thống thượng điều chi hạ thần vừa đuổi không ra khỏi hoàng thành thì bỗng trời nổi cơn phong ba đánh chết rồi. À con muốn là được nhân quả công bình của trời đất. Này con mã ơi, con mã có nghe gì không? Nghe điều chi đó con mừng? Con mã có nghe dân chúng ngồi vào thành ca hát vui mừng cuộc tình duyên của chúng ta không? Bà nghe dân chúng ngồi vào thành ca hát